người thấy trộn trong bây giờ sẽ bít tất đây, nút bít tất này à, bít tất bỏ đi, bít tất bỏ đi đấy, bít tất bỏ đi đấy, anh đã tận dụng này này. Ôi cái rễ này nó bám vào đây này, sao nó mưa vào nó bị chôn vào nó nhỏ này, bít tất bỏ đi nhé đấy, tận dụng nó, mọi người tận dụng cái bít tất bỏ đi đấy, cho ông lan chảy thấm vào lan này, lan nó phát triển rất là mạnh. Đây là cái giò lan của trong cái vườn của anh. Đây nữa, cau anh ốp này, rễ ra rất mạnh. Nhớ các bạn nhé, phân bò, phân bò hoai mục, chúng ta tận dụng nó để làm phân bón cho phong lan, rất là hữu ích. Nông nghiệp là thế mà, kinh tế nông nghiệp là vậy, áp dụng hết tất cả các kỹ thuật khác nhau. Phong lan dùng phân bò, mọi người xem cái video trước đấy thì toàn thấy phân bò rất là sạch, hoai mục cũng sạch, các bạn thấy chưa? Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy. Làn rất to. Đấy, kiếp chưa?